Hello, Nóc Farm Vlog xin chào cả nhà. Hôm nay phải đi mua thức ăn cho gà. Cả nhà muốn biết cửa hàng công nông nghiệp ở Mỹ bán những thứ gì thì cùng đi chợ với Nóc nha. Đây là cửa hàng mà Nóc thường hay mua thực phẩm cho gia súc ăn và mua những dụng cụ về làm vườn, thuốc thú y. Đây là gian hàng bán súng bi để bắn những cái động vật đó, rồi giày boot để mang đi làm vườn, quần áo để bận đi làm, nón đồ. Gian hàng cuốc xẻng nè. Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, phân bón, là hạt giống, là gian hàng máy móc công nghiệp giống như máy hàn nè, rồi bù lon, con tán, máy xịt hơi, kìm. Gian hàng thức ăn cho chó, cho mèo. Nhìn coi nó vô bịch cho sạch sẽ không? Nhìn thấy hấp dẫn không? Mấy cái niệm nằm cho chó, cho mèo, nói chung là cho mấy cái con động vật đó, niệm nhỏ, niệm bự gì đó, là cũng có hết. Và thức ăn cho chim. Đây là quầy gà con. Gà con nhỏ xíu vậy đó mà ba đồng con, trong khi mua con gà thịt người ta làm sẵn ở cửa hàng có 5 đồng hả. Những người cái này bán cho những người nuôi lẻ, chứ người ta nuôi số lượng lớn là người ta vô công ty mua thì nó rẻ. Đây là bắp, nó mua về cho gà ăn một bao bắp. Hồi lúc trước á có 10 đồng mà từ ngày dịch giả tới giờ là nó lên tới 13 đồng. Thấy hết hồn không? Ở Mỹ giờ cái gì cũng lên giá hết trơn á. Đó. Còn đây là gian hàng thức ăn cho gà vịt, dụng cụ nuôi, thuốc thú y, sữa cho trù. Này là mấy bịch sữa cho mấy con trù nó uống, trù con á, ống chích, đây là mấy cái bình cho chim uống nước. Giờ coi nó bán cây giống nha, như cà chua, ớt, 5 đồng cây, mắc quá, thôi để về nhà mua hộp ương đi cho rẻ. Đi chợ là Nóc mua cái bao này đó, cái bao dâm bào. Bây giờ về rải ra trong chuồng để lát nữa bỏ gà tây vô. 8 con gà tây bữa nay nó đã bự rồi, thành ra phải dọn chuồng sạch sẽ cho nó vô nhà mới. Bao dâm bào vậy đó, hồi lúc trước mua có 4 đồng hả, mấy giờ lên tới 6 đồng lận. Mắc ghê không? Đây là 8 gà tây mình mua cách đây 2 tuần rồi đó. Mình mua cách đây 2 tuần cái con giống nhỏ xíu vậy đó là 9 đồng con. Thế là một ngày mới nữa lại trôi qua. Mong cả nhà thương Nóc Vlog góp ý bình luận để Nóc làm được tốt hơn. Mến chúc cả nhà sức khỏe, vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Những ai chưa đăng ký xin vui lòng ủng hộ đăng ký cho Nóc Farm Vlog nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye. Bye bye.